Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Cận cảnh Yamaha R15 3.0 2007 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Sau khi được ra mắt tại thị trường Indo và Thái Lan, mẫu mô tô 1.5 phân khối Yamaha R15 3.0 2007 đã được các bạn trẻ Việt Nam thấy trong triển lãm mô tô xe máy 2017. Hiện chưa rõ thông tin về việc Yamaha Việt Nam có bán chính hãng mẫu xe này hay không, nhưng sự có mặt của em nó trong triển lãm mô tô xe máy lớn nhất trong năm đã nhận rất nhiều sự chú ý. Yamaha R15 3.0 có giá khởi điểm là 34,5 triệu ribi, tương ứng là 59 triệu đồng, nhưng tại thị trường Indo. Như đã biết, R15 3.0 sở hữu kích thước cơ bản bao gồm chiều dài tổng thể 1990mm, chiều rộng 725mm, chiều cao 1135mm, chiều dài cơ sở ở mức 1325mm. Bên cạnh đó, trọng lượng giảm xuống còn 137kg. Tuy nhiên, việc tập trung cắt giảm đi trọng lượng đã ảnh hưởng đến dung tích của bình xăng. Theo hãng Yamaha cho biết, bình xăng của R15 3.0 có dung tích là 11 lít. Còn về phần thiết kế, mẫu xe này được bổ sung thêm cụm đèn pha mới, bản đồng hồ kỹ thuật số khác biệt và phục hành trình ngược cao cấp ở phía trước. Thêm vào đó là vành 17 inch đi kèm với lớp có kích thước 100/80mc 52p ở phía trước, 140/70/17mc 66s ở phía sau. Điều khiến người ta quan tâm nhất của chiếc R15 3.0 chính là phần động cơ. Ở thế hệ mới, Yamaha R15 sử dụng động cơ xăng đơn làm mát động dịch với dung tích 105cc, công nghệ van miếng hiên VVA giống như xe Tay Ga NBX 105. Còn về thiết kế hộp số 6 cấp, động cơ tạo ra công suất ra là 19,31 mã lực tại vòng tua máy 10.000 vòng phút, mô men xoắn cực đại 14,7 Nm tại vòng tua máy 8.500 vòng phút. Ngoài ra, mẫu xe mới còn có ly hợp chống trượt khi dùng số gấp Lupper Slut. So với phiên bản cũ, động cơ của chiếc R15 3.0 rõ ràng là mạnh hơn hẳn. Trước đây, R15 2.0 có công suất là 17,1 mã lực và mô men xoắn cực đại 15 Nm. Đối thủ của Honda CBR 150R và có 3 màu tùy chọn là xanh dương, đen nhám và đỏ nhám. Hiện giá bán của Yamaha R15 3.0 vẫn chưa được công bố. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại chi tiết, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.